Ừ, cảm ơn nhiều nha. Ôi, dễ thương quá à. Tôi cũng thấy cưng nữa. Ừ, dễ thương. Ừ, biết rồi. Vậy nha. Ừ, rồi chừng nữa rồi gặp thì đưa nữa nha. Cái má mới về. Thương là cũng mới về. Ủa, chờ chút. Hai mẹ con vô tắm rửa đi rồi ăn cơm. Rồi sao? Nói tiếp đi, không sao hết á. Nói đi. Rồi, nói được rồi đó. Nói. Ừ. Mẹ ơi. Hử? Nội em yêu hả? Nói bậy bạ gì vậy? Ngồi la đó. Ừ. Sao nói vậy? Con thấy vậy mà không có nói bậy đâu. Mà sao con lại thấy vậy? Tại vì á, mẹ mỗi lần á, hình tại cho ba cũng nấy lúc như y vậy á. Không lẽ má có bồ thì hả ta? Không lẽ chuyện này là sự thật hay sao? Trong cái gói quà đó có chứa một bức thư tình. Anh nói nhỏ thôi, em sợ má nghe được đó. Em à, tới từng tuổi này rồi mà má anh đã hồi xuân hay sao? Em cũng nghi như vậy. Bữa giờ má nói chuyện điện thoại liên tục, tháng này không biết tiền bao nhiêu mà trả. Vậy à? Hơn nữa, tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần má hay đi lắm. Đi đâu? Đi đù đưa đi. Lúc đi thế nào? Lúc đi rất buồn. Lúc về? Lúc về hết tiền. Trời đất ơi. Như vậy là đã có một ông nào đó nhắm trúng má của mình rồi sao? Anh cứ yên tâm, đi làm đi. Chuyện của má để em sẽ làm cho ra lẽ. Rồi tưởng chờ quá trời luôn. Dạ thế này cô. Trời ơi, cũng giống như mấy lần trước phải không? Dạ đúng rồi cô, y như cũ luôn á. Cũng tốt như vậy phải không? Dạ. Ừ, vậy cứ thì tốt quá thôi. Rồi cứ đắp lên mặt thôi. Trời đất ơi. Ô con, cái gì đây? Màu trắng ma túy đúng không? Đúng rồi má. Sao má gan quá vậy, má dám mua ma túy? Con nói cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi, cái này phải ma túy không? Không, ma túy cái gì ma túy không biết nữa. Không phải ma túy hả? Thì là bột mì đúng không? Má tính mua bột mì nấu chè cho ông nội này ăn đúng không? Trời ơi, con ơi là con. Dâu ơi là dâu. Má có hẹn hò với ông nào, có nấu bột mì gì cho ông nào đâu. Con không quan tâm với má, con coi mặt má nè. Rồi, con thấy rồi. Bữa giờ con thấy má kỳ lắm. Sao? Má chắc chắn là đang cặp bồ với ai phải không? Mặt má lúc nào cũng mắc cỡ, đỏ lên hết trơn rồi con kìa. Con chỉ có nói tầm bậy tầm bạ không à. Độ dài á là má thấy nè, mặt má nè nổi tàn nhang vết nám rồi lại đồi mồi nữa nè, chứ má có hẹn hò gì đâu. Rồi má phải mua cái thuốc này nè, má đắp lên đặng cho nó trẻ quá làn da thôi mà con. Trời đất ơi má ơi, má lớn tuổi rồi, má có cháu luôn rồi mà còn trẻ quá làn da cái gì, má cũng như tin cái gì nữa. Trời ơi chị, em thấy hả, cô đắp cái này lên hả, da cô đẹp hẳn ra luôn đó chị. Mà ngoài ra nha, bên em á không những đắp thôi, em còn có một cái sản phẩm nữa, đó là serum. Đó, làm trẻ hóa làn da, sức lên còn đẹp nữa. Có thứ đó nữa hả con? Được, bữa nào con dẫn bác đi mua cái đó nữa đi. Thế má, không có tin mà. Trời, con nói cái đó nó không có tốt đâu. Nè chị nha, đừng có lừa đảo má tôi như tôi báo công an bắt chị bây giờ. Bán ba cái thứ này hả, hại người ta, làm cho má tôi bị dị ứng mà nổi khắp mặt bây giờ đó lét rồi má, chị thấy không? Chị ăn nói bậy bạ vậy tội nghiệp em buôn bán đàng hoàng mà. Với lại
em là thiên thần mang lại thanh xuân cho bác đó. Nhưng mà có điều này con à. Sao má? Cô ơi, xong mỗi lần mà tôi đắp cái thuốc này nè thì nó hơi rác rác. Mà bữa nay nè, trước khi đi ra đây nè thì tôi cũng có rắp rồi đó, nhưng mà chết cha, hình như là nó rát nhiều hơn. Rát. Con ơi, mặt má rát không má? Không rát, thấy chưa, con nói mà bị dị ứng. Con nè, nè, cô dám làm hại má tôi, chuyến này tôi sẽ làm cho ra lẻ. Rát quá. Chị ơi, chị đừng có kêu người bắt em, tội em lắm chị ơi. Rát, nóng rát. Đợi. Alo, bác sĩ ơi. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Bữa nay là em dắt má chồng em đến đây là tại vì là có một cái sự cố vừa xảy ra, là má em thì tin dùng mà mua những cái sản phẩm để đắp lên mặt, thoa lên mặt với hy vọng là để xóa đi những cái vết nám, những cái vết tàn nhang nồi mồ ở trên mặt, nhưng mà lại thấy bị rát rất là nhiều, và em cảm thấy rằng là cái nguồn hàng này là không có đáng tin tưởng, cho nên là dẫn đến là có thể là má em bị dị ứng rồi, nên em phải cấp tốc đưa má đến đây gặp bác sĩ liền để em nhờ bác sĩ tư vấn. Là không biết bác sĩ có thể nói cho em cũng như má em được biết rằng là những cái vết xuất hiện trên mặt má em nó là như thế nào và vì sao nó lại xuất hiện. Những vết rết nâu nâu đậm màu đây nè. Nha. Chào cô, chào em nha. Thì cái tình trạng mà những cái đốm này thì chúng ta gọi là đốm nâu, mà nhân gian chúng ta hay được gọi là đồi môi á. Nó biểu hiện nó là những cái mảng, những cái đốm màu nâu nằm ở những cái vùng phơi bày ánh sáng. Nó không chỉ nằm ở mặt đâu, nó có thể nằm ở bàn tay, cánh tay và nằm ở cổ nữa. Mà nguyên nhân á, thì thường là do chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian lâu. Và thường gặp ở những phụ nữ từ là trên 40 tới 50 tuổi. Thưa bác sĩ, vậy cái bị đồi môi này nè, có phải là một bệnh lý rồi mình phải cần chữa trị gì không bác sĩ? Mặc dù đồi môi thì nó không phải là một cái bệnh lý, tuy nhiên á thì việc điều trị thì rất là cần thiết. Và cái việc mà tới khám bác sĩ thì nó cũng cần thiết luôn. Để loại trừ những cái bệnh lý khác như là những cái ung thư da mà chúng ta không nhận biết sớm thì rất là nguy hiểm. Bởi vì ung thư da nó cũng là những biểu hiện và những cái mảng mà màu đen mà nó xuất hiện trên mặt da. Tình trạng của bác thì ở đây là đồi môi, nhưng mà đồi môi chúng ta cũng nên điều trị, bởi vì là xuất hiện những cái mảng như vậy thì nó làm cho cảm giác của cái người bị thì rất là mất tự ti. Chúng ta sẽ hạn chế cái việc mà tiếp xúc với xã hội. Do đó là điều trị là một cái điều rất là cần thiết. Bác sĩ này em xin phép hỏi thêm nha. Bác sĩ nói là cái triệu chứng này thì xuất hiện ở những cái người mà trên 40 tuổi, nhưng mà em thấy cũng có những bạn rất là trẻ mà vẫn bị những cái đốm trên mặt. Thì cái này cũng không biết là do tiếp xúc ánh sáng hay là cơ địa bẩm sinh hay như thế nào. Thật sự là cái việc mà xuất hiện những cái đốm màu nâu trên mặt thì nó có rất là nhiều bệnh lý. Ví dụ những cái nevus hori thì nó thường xuất hiện ở những bạn trẻ mà người ta cứ lầm tưởng đó là đồ mồi hoặc nám, nhưng mà nó không phải. Đó là một cái bớt, mà cái bớt đó là cái bớt mà nó mắc phải chứ không phải là bớt bẩm sinh. Nhiều khi là phải là 17, 18 hoặc là trên 20 tuổi mấy bạn nó mới bị, chứ không phải là đốm nâu. Vậy là không phải giống nhau mà mọi người vẫn cứ gọi chung là đồi mồi. Đúng rồi. Vậy là cái này là một cái bệnh lý, là giống như không phải bệnh lý nhưng mà giống như bác sĩ nói là trên 40 tuổi thì bắt đầu là nó xuất hiện ở trên mặt. Đúng vậy rồi. Cái cô mà bán đồ cho má em á thì cổ nói là bột đó là đắp lên da thì nó sẽ tái tạo da và làm cho cái da đẹp trở lại và không còn những cái đốm đó nữa. Đúng rồi đó bác sĩ, cái chuyện đó có đúng không bác sĩ? Đầu tiên thì bác sĩ sẽ giải thích những cái bước mà chúng ta để điều trị cái đốm nâu này. Thì thứ nhất chúng ta phải là hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, bởi vì đốm nâu, nguyên nhân của việc dẫn tới đốm nâu là do chúng ta tiếp xúc quá lâu với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài, chúng ta có thể tiếp xúc từ mấy chục năm nay. Nên vậy cái nguyên nhân đứng đầu, cái mà điều trị đầu tiên là chúng ta phải hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nghĩa là sao? Nghĩa là tránh cái ánh sáng mặt trời từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều, bởi vì cái lúc đó là cái bức xạ cực tím nó là ở điểm cao nhất. Nếu mà chúng ta bắt buộc phải đi ra đường thì chúng ta nên che chắn bằng cách là đội nón rộng vành, đeo mắt kiếng, đeo khẩu trang và mặc quần áo tay dài. Sử dụng kem chống nắng trước khi ra đường 20 phút và nên lặp lại mỗi 2 tới 3 giờ đồng hồ. Còn việc điều trị cái đốm nâu này thì chúng ta có hai cái phương pháp. Thứ nhất là cái phương pháp cơ học, là chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp như áp lạnh, sử dụng laser, hoặc là chúng ta thay da sinh học hay còn gọi là chemical peel. Bước thứ hai, chúng ta có thể sử dụng những cái hóa chất mà để làm giảm cái lượng sắc tố ở cái vùng đó, hoặc là những cái bông lột nhẹ như là hydroquinone hay là tretinoin. Còn cái việc mà sử dụng những cái kem mà hiện nay trên thị trường bảo là làm sáng da cắt tóc thì cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì cái thành phần nó không có rõ ràng. Một trong những cái thành phần mà thường được sử dụng đó là thủy ngân. Khi mà thủy ngân mà thoa lên da thì nó sẽ ức chế sự hình thành melanin và làm cho chúng ta sáng lên. Tuy nhiên thì thủy ngân mà
thoa trên da nó vẫn hấp thu vào trong máu và gây ra những cái biến chứng, những cái tác hại rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta, không chỉ là lên làn da mà lên toàn bộ cơ thể. Nó sẽ gây ra là rối loạn tiêu hóa, viêm phổi cấp, mà độc hại hơn là tác dụng lên hệ thần kinh, gây rối loạn thần kinh, tác động lên thận, gây viêm cầu thận, gây suy thận luôn. Chính vì vậy là ngày nay ở nhiều quốc gia thì người ta cấm cái việc mà trộn thủy ngân vào những cái kem mà làm sáng da. Và một cái thành phần nữa cũng rất là nổi tiếng trong cái kem trộn đó là corticosteroid. Thời gian đầu khi mà chúng ta thoa cái corticosteroid lên da thì da chúng ta sẽ rất là mềm, mịn, trắng, sáng như là da em bé vậy đó. Nhưng mà thoa một thời gian dài thì gây ra những cái biến chứng mà không hồi phục được, ví dụ như là gây rạn da, nứt da, da mỏng nè, nổi gân máu lên. Và khi mà da chúng ta mỏng như vậy thì càng dễ bị tác động bởi ánh sáng mặt trời, lúc đó da chúng ta còn sạm và xuất hiện nhiều đốm nâu hơn nữa. Nguy hiểm quá con ơi. Không có kiến thức là dễ bị người ta dụ mình vừa tiền mất tật mang nữa. Mà bác sĩ ơi, vậy thì với cái trường hợp vậy thì hiện tại là mấy em giống như đang bị dị ứng rồi, thì không biết là phải để cho cái dị ứng này nó qua đi rồi mình mới tiến hành trị hay như thế nào? Hiện tại trên da của bác thì chúng ta có hai cái vấn đề. Thứ nhất là chúng ta bị cái đốm nâu, và thứ hai chúng ta bị viêm da tiếp xúc do cái là mỹ phẩm mà chúng ta tiêm hoặc chúng ta thoa trên da. Đầu tiên nha là mình phải ngưng hoàn toàn những cái kem mà mình đang sử dụng ở nhà. Tiếp theo thì mình sẽ uống một vài loại thuốc để nó giảm cái tình trạng đỏ. Quan trọng nhất là mình phải điều trị cái tình trạng viêm da này trước, sau đó mình mới điều trị tới cái đốm nâu. Ở đây bác sĩ sẽ cho bác uống những cái loại thuốc mà nó làm giảm cái tình trạng đỏ này, và kết hợp với là mình chỉ có sử dụng là xịt khoáng để cho da nó chúng ta nó dịu lại. Và khi da dịu lại, nó hoàn toàn phục hồi thì chúng ta sẽ tới cái điều trị là cái điều đốm nâu. Nha bác nha. Rất là cảm ơn bác sĩ nha bác sĩ, mà hai mẹ con đã cung cấp được nhiều thông tin kiến thức trong đầu để mốt mình né mình không có xài mấy cái đồ tầm bậy tầm ba nữa. Với lại ai không biết rồi mình cũng kỹ cho người ta. Dạ. Vậy là mai mốt lỡ giống như mà gia đình hay là có bất kỳ một cái thắc mắc nào về mỹ phẩm, về cách sử dụng cũng như là làm đẹp da thì có thể là nhờ bác sĩ tư vấn được không ạ? Dạ, không riêng gì bác hay là em, bất kỳ ai có vấn đề về da thì cứ alo bác sĩ nghe.